sau thời gian lễ phục sinh, bắn mút chìm trong khói đạn, giao tranh diễn ra trên từng con phố, trong từng ngôi nhà. Lực lượng Wagner được tăng cường khí tài hiện đại, trong khi Ukraine tập hợp hàng vạn quân để chặn thế tấn công. Khi tình hình căng thẳng, Moscow tái bổ nhiệm cựu chỉ huy với kỳ vọng thay đổi cục diện thành phố Bắc Mút. Cách đó không xa, Nga nói Ukraine tăng cường phản công, đưa xe tăng xung trận ở Adipka. Ở mặt trận phía nam, khu vực Zaporia rung chuyển bởi hàng loạt vụ nổ trong dịp lễ. Đáng chú ý, Nga kêu gọi thanh niên tự nguyện nhập ngũ ở bán đảo Crimea. Trực thăng Black Hawk của Mỹ sắp xung trận tại chiến trường Đông Âu. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị trong chương trình Toàn cảnh chiến sự Đông Âu ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình Toàn cảnh chiến sự Đông Âu. Thưa quý vị, sau thời gian nghỉ lễ phục sinh, những trận chiến chưa từng có tiếp tục diễn ra ở thành phố Banmút Mút. Phát ngôn viên quân đội của Ukraine tường thuật tình hình hôm 17 tháng 4. Theo kênh CNN, phát ngôn viên Serhiy Cherevati của Bộ Chỉ huy Tác chiến miền Đông cho biết, thành phố Ban Mút đã rung chuyển trong 24 giờ qua bởi 100 quả đạn pháo, khoảng 30 trận đọ súng đã diễn ra giữa quân đội Nga và Ukraine. Các trận chiến, chiến ác liệt diễn ra trên từng con đường, thậm chí là từng ngôi nhà để giành quyền kiểm soát thành phố. Quân đội Ukraine đã công bố đoạn video mới cho thấy cường độ giao tranh khốc liệt ở Ban Mút. Theo đó, lữ đoàn xung kích thứ ba của Ukraine đã khai hỏa từ vị trí bên trong một căn hộ bị đổ nát. Âm thanh của tiếng súng và tiếng nổ rền vang liên tục Ông Charevetti đã gọi đây là trận chiến kinh hoàng nhất trong những thập kỷ gần đây. Hôm 16 tháng 4, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố nhóm lính đánh thuê Wagner đã chiếm thêm được hai khu đất ở phía Bắc và Nam thành phố. Hiện các lực lượng lính dù Nga đang yểm trợ cho nhóm Wagner. CNN chưa thể xác nhận các thông tin giao tranh, nhưng cho biết hãng tin đã xem vị trí địa lý của các cảnh quay và có vẻ như tuyên bố của Nga là đúng. Ông Cherevati cho biết quân đội Moscow đã tập kích thị trấn Kromove nằm trên tuyến đường tiếp tế chính của Mút. Hiện tại, tuyến hậu cần đang gặp khó khăn, nhưng Ukraine sẽ không bỏ cuộc. Đạn dược, lương thực, thuốc men, thực phẩm đều sẽ được tiếp tế. Những người lính bị thương cũng sẽ được sơ tán ra ngoài ban mút để chữa trị, ông Cerevetti cho biết thêm. Để có thể giành quyền kiểm soát ban mút, bất chấp đấu đá nội bộ giữa Bộ Quốc phòng Nga và lãnh đạo Wagner, tập đoàn lính đánh thuê vẫn đang được hỗ trợ các phương tiện hiện đại. Hãng tin Ukraine Prada đưa tin vào hôm 17 tháng 4. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, tin tức về việc tái bổ nhiệm chỉ huy không quân Nga, ông Mikhail Teplinsky cho thấy Bộ Quốc phòng Nga đang tìm cách hợp tác chặt chẽ hơn với tập đoàn Wagner để hoàn thành việc chiếm Bamut. Ngoài ra, các chuyên gia cho rằng ông Rigozin cũng đã giảm bớt những lời công kích thẳng thắn nhằm vào Bộ Quốc phòng Nga trong những ngày gần đây. Các blogger quân sự Nga cũng báo cáo rằng lực lượng của Wagner đang sử dụng xe tăng T-90 ở Bakhmut, cho thấy giới lãnh đạo Nga đã cung cấp cho Wagner các phương tiện hiện đại hơn để chiếm thành phố. Theo các chuyên gia, không có khả năng ông Teplinsky sẽ có thể khôi phục lại tình trạng chiến đấu trước đây của lực lượng lính dù Nga do những tổn thất đáng kể ở Ukraine. ISW cho biết tổn thất về mặt nhân sự trước đây đang được khắc phục bằng cách tái đào tạo. Tuy nhiên, chất lượng của các tân binh có thể gây ảnh hưởng đến hiệu quả chiến đấu, việc thay thế một chỉ huy duy nhất khó có thể giải quyết được vấn đề. Chi tiết hơn về động thái tái bổ nhiệm nhân sự cấp cao của Nga, Bộ Quốc phòng Anh cho rằng việc tái bổ nhiệm tướng Mikhail Teplinsky cho thấy những căng thẳng gay gắt giữa nội bộ Nga trong cách tiếp cận xung đột. Hãng tin Guardian ngày 16 tháng 4 dẫn lời Bộ Quốc phòng Anh nhận định Tướng Mikhail Tepensky, chỉ huy lực lượng đổ bộ đường không VDV của Nga, có lẽ là một trong số ít các tướng lĩnh cấp cao nhận được nhiều sự tôn trọng từ binh sĩ cấp dưới. Sự nghiệp sóng gió của tướng Tepensky cho thấy sự cạnh tranh gay gắt giữa các phe phái trong Bộ Tổng tham mưu Nga khi xử lý các vấn đề liên quan đến Ukraine. Khó có khả năng nhiệm vụ của ông Tepensky sẽ giới hạn trong các đơn vị đổ bộ đường không, tuy nhiên, tướng Tepensky có thể sẽ phát huy năng lực của quân đoàn để trở thành một lực lượng tinh nhuệ. Trong những ngày gần đây, lực lượng đổ bộ đường không của Nga đã tiếp nhận nhiệm vụ quan trọng trong chiến dịch danh quyền kiểm soát Bakhmut. Có khả năng lực lượng đổ bộ đường không của Nga sẽ thực hiện các nhiệm vụ mới, kết hợp với các bệ phóng tên lửa nhiệt áp TOS-1A trong khu vực Kremina, Guardian trích đánh giá của Bộ Quốc phòng Anh cho biết. Để ứng phó với kế hoạch của Nga ở thành phố Bakhmut, nhà phân tích quân sự thuộc nhóm Wagner mới đây cho biết, lực lượng vũ trang của Ukraine đang có kế hoạch gửi 80.000 quân để Nga không thể phong tỏa thành phố. Nhà phân tích này cho rằng Ukraine đã tập hợp một nhóm quân lên tới 80.000 quân nhân tại khu vực mà Wagner đang kiểm soát với mục đích thành lập các nhóm xung kích. Ông chỉ ra rằng để thực hiện các cuộc tấn công bên sườn theo hướng thành phố Severs và Popasnaya, quân đội Ukraine đã tập trung ở các khu định cư Zanovka, Radovka, Vesel. Ngoài ra, do thiệt hại hàng ngày lên tới 450 quân nhân, Bộ Chỉ huy của Ukraine đang chuyển các tiểu đoàn bảo vệ lãnh thổ đã thành lập sang hướng Banmut, nhà phân tích cho biết thêm. Được biết, lực lượng Wagner đang tiếp tục tấn công ở các quận phía Tây của thành phố Ban và đánh bật các lực lượng Ukraine ra khỏi căn cứ. Trước đó vào cuối tháng 3, Cố vấn của lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk, ông Zagagin, báo cáo rằng các lực lượng của Nga trên thực tế đã phong tỏa thành phố Ban Mút. Tại một chiến tuyến khác ở miền Đông, thưa quý vị, theo kênh quân sự trên Telegram của Nga, trong hai ngày qua thì lực lượng vũ trang của Ukraine đã tiến hành một số đợt phản công ở Adipka bằng cách triển khai xe tăng tấn công theo kênh này bộ chỉ huy lực lượng vũ trang ukraine đã cố gắng phản công trong hai ngày qua bao gồm cả ở khu vực vodian cụ thể các sĩ quan tình báo nga đã sử dụng máy bay không người lái uav để có thể phát hiện chuyển động của ukraine và báo cáo tọa độ tấn công cho các binh sĩ pháo binh những binh sĩ này sau đó đã tiêu diệt và làm hư hại một số xe tăng và xe chiến đấu bộ binh của ukraine Trước đó, người phát ngôn của nhóm quân miền Đông của lực lượng vũ trang Ukraine, ông Serhiy Jaravetti, cho biết hiện Banmut đang là nơi diễn ra những trận chiến khốc liệt nhất trong những thập kỷ gần đây. Diễn biến khác tại chiến trường miền Đông, thưa quý vị, phía Ukraine vừa đăng hình ảnh được cho là xe tăng của Nga tiếp tục bị phá hủy ở thành trì của đề Đà. Theo Newsweek, chuẩn tướng Ukraine Oleksandr Tanapsky, người đứng đầu nhóm tác chiến và chiến lược Tapria, đã đăng hình ảnh trên Telegram cho thấy các phương tiện bị tàn phá ở gần thành phố Vuleda, nơi chứng kiến nhiều cuộc giao tranh vô cùng ác liệt. Chuẩn tướng Tanapsky cho biết lực lượng Ukraine vẫn đang giữ vững vị trí xung quanh thành phố Vuleda và ngăn chặn Nga tiến về thành phố Adipka đang bị bao vây. Pháo binh của chúng tôi đã hoạt động tốt, mỗi người lính trong chiến hào hôm nay đều thực hiện nhiệm vụ ở mức cao nhất, vị chỉ huy viết thêm trên ứng dụng Telegram. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về hình ảnh được quân đội Ukraine đăng ngày 15 tháng 4 thành phố khai thác mỏ Vodeda của Ukraine đã chứng kiến các cuộc đụng độ dữ dội vào đầu năm nay. Nga tiến công suốt 3 tuần nhưng không thể kiểm soát được thành phố. Tờ New York Times đưa tin, quân đội Nga đã mất ít nhất 130 xe tăng và xe bọc thép chở quân trong cuộc tấn công này. Moscow không cập nhật tổn thất ở Vodeda. Ông Dennis Davis, trung tá quân đội Mỹ về hưu, nói với tạp chí Newsweek rằng những tổn thất của Nga ở Vodeda đã thể hiện Moscow mắc lỗi chiến thuật. Đồng quan điểm chuyên gia Max Kansian từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS chia sẻ với Newsweek, các lực lượng Nga vẫn chưa phối hợp tốt về mặt chiến thuật khi tấn công vào các pháo đài của Ukraine dẫn đến tổn thất ở Volodya. Trong một diễn biến khác, lực lượng Nga ngày 16 tháng 4 cho biết đã đánh chặn nhiều tên lửa và bắn hạ một số máy bay không người lái UAV của Ukraine. Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, các binh sĩ đã tiếp tục các hoạt động quân sự trên nhiều hướng, bao gồm Kubiansk, Liman, Donetsk, Zaporizhia và Kherson khiến địch chịu tổn thất nặng nề. Chuyển sang khu vực phía Nam, có từ 6 đến 8 vụ nổ liên tiếp xảy ra hôm 16 tháng 4 làm dung chuyển thành phố miền Nam Zaporizhia hiện do quân Ukraine kiểm soát. Tass trích lời một quan chức Nga cho biết. Ông Vladimir Rogov, chính trị gia thân Nga nói rằng khoảng 9 giờ 42 phút tối ngày 16 tháng 4, theo giờ Moscow, hàng loạt vụ nổ có thể nghe thấy từ hướng trung tâm thành phố Zaporizhia hiện do quân Ukraine tạm thời kiểm soát. Tát chưa đưa tin về thiệt hại ở thành phố miền Nam này. Ukraine được dự đoán sẽ phản công lớn ở Zaporizhia. Về phía Ukraine, giới chức cáo buộc một tên lửa S-300 của Nga đã tàn phá một nhà thờ ở Zaporizhia trong ngày Chủ nhật phục sinh. Sau đó, trong một đoạn video của Reuters, người dân địa phương được nhìn thấy đang nhặt lấy một số tranh vẽ từ đống đổ nát của nhà thờ. Bộ Quốc phòng Nga chưa lên tiếng về vụ việc. Moscow khẳng định chỉ nhằm vào mục tiêu liên quan quân đội Ukraine khi tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt. Thưa quý vị, cách Zaporizhia không xa thì lực lượng vũ trang Ukraine cho biết là họ đã phá tan một trạm quan sát của Nga tại hòn đảo nằm trên sông Dnipro thuộc tỉnh Kherson. Trên Facebook, Bộ Chỉ huy tác chiến miền Nam thông báo rằng không quân của Ukraine đã oanh kích hai lần vào các cụm quân Nga và kho thiết bị ở khu vực Kharkovka và Skadok ở tỉnh Kherson. Các đơn vị tên lửa và pháo binh của lực lượng vũ trang Ukraine đã triệt tiêu 10 binh sĩ Nga, 13 đơn vị vũ khí, trong đó có 2 máy bay không người lái trinh sát, 4 hệ thống pháo, 1 xe tăng T-72 và 6 xe bọc thép. Tại khu vực chiến sự ở miền Nam, căng thẳng ngày càng gia tăng với cường độ pháo kích lớn của Nga trong ngày 16 tháng 4. Bộ Chỉ huy miền Nam cho biết quân đội Nga đã tăng cường hỏa lực và gây áp lực lên các cư dân sống gần tiền tuyến. Chỉ trong 24 giờ, máy bay quân sự Nga đã không kích 3 lần vào thành phố Birilav bằng tên lửa chống radar và bom tự hành. Liên quan đến chiến lược tấn công bằng tên lửa của Nga, phát ngôn viên không quân Ukraine cho biết Moscow đã thay đổi chiến thuật từ đầu mùa xuân. Hãng tin Yukifrom hôm 17 tháng 4 trích lời phát ngôn viên không quân Ukraine, ông Yuri Inat cho biết Nga đã tấn công bằng tên lửa trên khắp các tỉnh thành Ukraine từ mùa xuân đến mùa đông, khi đó, họ đã sử dụng toàn bộ kho tên lửa hành trình để triệt hạ các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi. Ngay từ đầu mùa xuân, quân đội Moscow chỉ chủ yếu tấn công vào các tỉnh phía Nam, phía Đông và phía Bắc. Theo tin của tình báo Ukraine, Nga có khoảng 7.000 tên lửa S-300 và đã sử dụng phần lớn trong giai đoạn cuối năm 2022. Ông Inat cho rằng không phải tất cả số tên lửa này đều sử dụng được vì còn có những quả tên lửa bị hư hỏng. Minh chứng rõ ràng nhất là có những tên lửa đã bay không đủ xa đề cập đến hỏa lực từ tên lửa của Nga, phát ngôn viên của lực lượng không quân Ukraine Yuri Inat nhận định các tên lửa KH-50 mới nhất của Nga dự kiến sẽ được tung ra trong những tháng tới sẽ không khiến cho Ukraine sợ hãi. Trên sóng truyền hình mới đây, ông Inas gọi KH-50 là tên lửa hành trình thông thường và lực lượng phòng không Ukraine đã học cách bắn hạ từ lâu Người phát ngôn của lực lượng không quân Ukraina cũng cho biết thêm, xét về tính năng chiến thuật, KH50 hoàn toàn không khác gì các tên lửa hành trình khác được quân đội Nga sử dụng để tấn công các mục tiêu ở Ukraina như Kalif, KH101 và KH555. Ông Inat cho rằng, KH50 được đưa vào sản xuất hàng loạt chỉ vì giá thành rẻ, không khác gì tên lửa hành trình thông thường. Trước đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraina đã thông báo Nga đang tăng cường sản xuất tên lửa KH50 nhằm tăng cường các cuộc tấn công tên lửa vào các mục tiêu ở Ukraina. Theo ông Alexei Gromov, phó cục trường cục tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu lực lượng Ukraine, Bộ chỉ huy quân sự Ukraine có thông tin rằng vào tháng 6 năm nay, Nga có kế hoạch sản xuất hàng loạt tên lửa hành trình chiến lược KH-50 tập trung cho các cuộc tấn công ở Ukraine vào mùa thu. Thưa quý vị, so kè về hòa lực, tờ La Repubblica của Ý đưa tin nước này đã chuyển giao hàng chục pháo tự hành M109 155mm do Mỹ sản xuất cho Ukraine sau khi số khí tài này được tân trang lại. Theo nguồn tin, một vài trong số này đã có mặt trên tiền tuyến và sẵn sàng chiến đấu. Các nguồn tin thân cận tiết lộ với tờ La Republica rằng chính phủ Ý có kế hoạch gửi tổng cộng 60 pháo tự hành M109 tới Ukraine trong tương lai gần. Hiện giới chức Ý chưa có bình luận chính thức về thông tin trên. Ukraine đã nhận pháo tự hành M109 từ một số quốc gia phương Tây, bao gồm Mỹ. Khí tài này do PAE System Platform and Service một công ty con của tập đoàn PAE System thiết kế và được đưa vào biên chế trong quân đội Mỹ từ năm 1963, tính tới năm 2013, M109 có 13 phiên bản nâng cấp khác nhau. Về thông số, M109 có khối lượng hơn 24 tấn, với chiều dài 9,12 m tính cả nòng, rộng 3,15 m và cao 3,28 m. Để vận hành loại pháo này cần một kíp 6 binh sĩ. Thưa quý vị, khi Ukraine trở thành đấu trường của các loại khí tài, lực lượng của Kiev cũng thu được các chiến lợi phẩm là những vũ khí, thiết bị quân sự từ đối phương. Theo tờ Jerusalem Post, ngày 16 tháng 4, khi xung đột nổ ra, thì quân đội của Ukraine đã phát hiện cách sử dụng những chiếc xe tăng T-62 của Nga mà họ thu hồi được. Ukraine đã bắt đầu chuyển đổi những chiếc xe tăng từ những năm 1960 thành phương tiện phục hồi, sử dụng chúng để kéo hoặc sửa chữa những phương tiện chiến đấu bọc thép bị hư hỏng, mắc kẹt và không thể hoạt động được trong xung đột Ý tưởng này xuất hiện từ thực tế là xe tăng thường bị hư hại hơn là bị phá hủy hoàn toàn trong trận chiến. Theo Jure Salem khi tái xây dựng các đơn vị để điều động đến Ukraine, lực lượng vũ trang Nga phải đối mặt với tình trạng thiếu xe tăng. Moscow phải sử dụng những chiếc T-62 60 tuổi để thay thế cho những chiếc thiết giáp bị mất. Kể từ khi nổ ra xung đột, các cơ quan tình báo phương Tây báo cáo rằng ngành công nghiệp quốc phòng Nga bị tê liệt bởi các lệnh trừng phạt các báo cáo cho rằng Nga phụ thuộc vào các thiết bị điện tử và vật liệu nước ngoài. Khi nhu cầu xe tăng của Ukraine gia tăng, nhiều nước phương Tây đã cam kết viện trợ cho Kiev. Vào cuối tháng trước, Bộ Quốc phòng Đức xác nhận lô hàng viện trợ gồm 18 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 đã được chuyển giao cho phía Ukraine. Bên cạnh đó, 3 xe tăng Leopard 2 do Bồ Đào Nha viện trợ cũng đã được gửi đến Ukraine. Trong tháng đầu năm nay, Mỹ, Đức, Anh cùng nhiều quốc gia phương Tây khác đã đạt được đồng thuận trong việc cung cấp các xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams, Leopard 2 và Challenger cho quân đội Ukraine. Ukraine cho biết các xe tăng chiến đấu bọc thép hạng nặng của phương Tây sẽ giúp cho lực lượng nước này cơ động hơn và sẵn sàng hơn cho cuộc phản công tiềm tàng. Trong khi đó, trả lời phỏng vấn với tờ Investigator vào cuối tuần qua, thì đại sứ Nga tại Đan Mạch, ông Vladimir Babin đã nói rằng chính quyền Đan Mạch không tuân theo bất kỳ giới hạn nào trong việc cung cấp vũ khí mới cho Ukraine và cũng không nghĩ đến cái giá phải trả khi xung đột leo thang. Ông Babin nói, Đan Mạch tin chắc rằng phương Tây có thể giáng đòn thất bại quân sự cho Nga ở Ukraine. Họ không nghĩ đến số phận mà Ukraine và công dân của nước này sẽ phải đối mặt nếu xung đột leo thang hơn nữa. Dựa trên những nhận định này, Đan Mạch hiện tại đã không đặt ra làn danh đỏ nào trong việc chuyển giao các vũ khí mới. Ông Babin cũng lưu ý, gần đây ở Đan Mạch đã thành lập một quỹ đặc biệt trị giá 1 tỷ đô la Mỹ để tăng viện trợ quân sự cho Kiev. Ông Babin cho biết Đan Mạch đã chuyển vũ khí trị giá 900 triệu đô la Mỹ cho Ukraine, bao gồm các hệ thống tên lửa chống hạm, chống tăng và phòng không, súng cối, xe bọc thép chở quân, máy bay không người lái và nhiều vũ khí khác. Ông nói thêm, việc vận chuyển 19 đơn vị pháo tự hành Cassia được lên kế hoạch vào tháng 5 và xe tăng Leopard 1 sẽ được chuyển vào mùa hè. Việc cung cấp máy bay chiến đấu F-16 đang được thảo luận. Các chỉ huy Đan Mạch đang tích cực huấn luyện quân nhân Ukraine. Thưa quý vị, khi F-16 chưa được cung cấp cho Ukraine, thì trực thăng Black Hawk của Mỹ sẽ tham chiến ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo các binh sĩ thuộc Cục Tình báo đã thành thạo trong việc sử dụng trực thăng Black Hawk huyền thoại của Mỹ. Thông báo của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, trong những ngày gần đây, các đơn vị đặc công của Tổng cục Tình báo đã được huấn luyện tác chiến trên trực thăng đa năng Black Hawk. Họ đã thực hành đổ bộ vào các trận địa, sơ tán, rời dây, hạ cánh hay là bay trong đêm. Theo các chiến binh Ukraine, trực thăng Black Hawk của Mỹ tốt hơn nhiều so với các máy bay tương tự của Liên Xô là Mi-8 và Mi-24. Bộ Quốc phòng dẫn lời một phi công cho biết trực thăng của Mỹ dễ sử dụng và có khả năng chống chọi tốt khi xung trận. Các phi công của Ukraine đã làm chủ trực thăng Black Hawk cực kỳ nhanh chóng. Máy bay trực thăng của Mỹ có khả năng bay liên tục trong khoảng 3 tiếng và đi được quãng đường hơn 600 km. Loại trực thăng này được trang bị tên lửa Hellfire. Nó cũng được tạo ra để hỗ trợ bộ binh và vận chuyển các loại hàng hóa. Thưa quý vị, khi giao tranh diễn ra ác liệt từ mặt trận phía Đông đến chiến trường phía Nam, thì chính quyền đặc trung vừa tổ chức một chiến dịch tại thành phố Simferopol để thu hút các công dân ký hợp đồng thực hiện nghĩa vụ quân sự. Reuters cho hay, tại một địa điểm tuyển quân, lưu đạn và vũ khí nhỏ được đặt sẵn trên bàn, cho phép mọi người có thể quan sát, thậm chí có thể lắp ráp và tháo rời một số vũ khí. Song song đó, chiến dịch quảng bá đã tập trung vào lợi ích xã hội khi ký hợp đồng tham gia quân đội Nga, hãng tin Reuters đưa tin. Một số tờ rơi ghi rằng, những công dân từ 18 đến 60 tuổi với thể trạng tốt có thể ký hợp đồng ngay sau khi mang theo các giấy tờ cần thiết đến đăng ký. Người dân hiện đang rất quan tâm đến ký hợp đồng trở thành quân nhân. Mỗi ngày có khoảng 10 đến 15 người nộp đơn tại địa điểm tuyển chọn. Đại diện dịch vụ liên lạc địa phương, ông Yuri Monakov nói với Reuters. Nga hiện đang gọi nhập ngũ đối với 147.000 nam giới trong độ tuổi từ 18 đến 27, tiến hành từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 15 tháng 7 năm 2023. Việc này diễn ra hàng năm theo quy định nghĩa vụ quân sự. Vào tháng 9 năm ngoái, Nga đã động viên hơn 300.000 quân dự bị cho chiến dịch quân sự đặc biệt. Nhưng hiện giờ, Moscow tập trung tuyển mộ quân nhân chuyên nghiệp với tinh thần tự nguyện thông qua các chiến dịch truyền thông. Các quan chức chính phủ Nga khẳng định không có kế hoạch huy động thêm quân dự bị tới tiền phương ở Ukraine. Nga đang tích cực chuẩn bị, nhưng mà thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine, ông Oleksiy Donilov tuyên bố ép sẽ sử dụng mọi vũ khí có được để giải phóng các vùng lãnh thổ và đẩy lùi quân đội Nga. Tất cả chỉ còn là vấn đề thời gian. Ông Danilov nhấn mạnh rằng Ukraine sẽ sử dụng toàn bộ kho vũ khí hiện có cùng với các vũ khí của đồng minh cung cấp, Krum, Donetsk, Lugansk và nhiều khu vực khác, chúng tôi sẽ đẩy lùi quân Nga ra khỏi đó. Trong buổi phỏng vấn với Fox News trước đó, Thủ tướng Ukraine Denis Smahol cho biết quân đội Ukraine đang tập chuẩn bị cho một cuộc phản công giải phóng toàn bộ lãnh thổ. Phó tránh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Igor Zovka cho biết, hiện tại, mọi chiến lược để giải phóng bán đảo Crimea đều được xét đến. Chính quyền Kiev vẫn đang nỗ lực ngoại giao để kêu gọi viện trợ quân sự từ các đồng minh. Mặc dù vậy, Ukraine vẫn đang gặp khó khăn về khí tài. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine mới đây cho rằng, phương Tây chưa bao giờ cung cấp đủ tất cả vũ khí mà Kiev cần để chiến đấu bởi vì các đối tác phương Tây luôn khư khư giữ lấy quan điểm không thể kích động quá mức Nga. Trả lời phỏng vấn nhật báo La Razon của Tây Ban Nha, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Renikov nói rằng từ lâu phương Tây vẫn luôn có tâm lý e dè Nga. Đó là lý do họ luôn có thái độ do dự về cung cấp vũ khí mạnh. Đó cũng là lý do đằng sau quyết định không cho phép Ukraine gia nhập NATO trong hội nghị thượng đỉnh của Liên minh năm 2008 tại thủ đô Bucharest của Romania. Theo ông Renikov, Mỹ và nhiều quốc gia NATO ở châu Âu ủng hộ việc trao tư cách thành viên cho Kiev, nhưng Thủ tướng Đức khi đó, bà Angela Merkel, đã phản đối ý tưởng và thuyết phục các quốc gia khác về vấn đề này. Ông Randy cho rằng quyết định của bà Merkel đã dẫn đến việc Nga sát nhập bán đảo Trung vào năm 2014. Liên quan đến những gì quân đội Ukraine có nhu cầu bức thiết hiện nay, ông Randy nói rằng các hệ thống phòng không của phương Tây là ưu tiên hàng đầu để giúp cho Ukraine phá vỡ sự thống trị trên không của Nga. Bộ trưởng nói thêm, Ông nghĩ viễn cảnh Nga dùng vũ khí hạt nhân sẽ không xảy ra, các thông điệp từ Moscow chỉ là sự đe dọa. Ngoài ra, ông Zenikov nói, Kiev đang ngày càng hội nhập với NATO. Ông cho biết quân đội Ukraine đang sử dụng các tiêu chuẩn và vũ khí của NATO, cũng như có khả năng tương tác tuyệt vời về mặt tình báo và đào tạo binh sĩ. Ông Zenikov khẳng định, sau cuộc chiến này, Ukraine chỉ còn cần đến một quyết định chính trị để gia nhập NATO. Nga là mối đe dọa lớn nhất của NATO trong 10 năm tới, như đã được xác định tại Hội nghị Thượng đỉnh Madrid và không có ai có kinh nghiệm chiến đấu với Moscow như chúng tôi. Còn lý do nào tốt hơn để cho phép Ukraine gia nhập NATO, liên minh cần chúng tôi. Bộ trưởng Renikov cũng đề cập đến vụ do gì các tài liệu của Lầu Năm Góc liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine, cho rằng các tài liệu này là sự pha trộn giữa sự thật và dối trá, và là một phần của chiến dịch lan truyền thông tin sai lệch. Tôi không chắc những ai gây ra điều này, nhưng nó có lợi cho Nga. Mục tiêu chính của vụ dò gì này là làm sói mòn lòng tin giữa các đồng minh dành cho Ukraine. Ông Renikov nêu ý kiến mặc dù phương tây tỏ ra thận trọng nhưng khi cuộc đụng độ sắp tới là trận chiến quyết liệt liệu bất ngờ có thể xảy ra chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin đáng chú ý có trong các chương trình tiếp theo cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại